thưa quý vị nhân kỷ niệm 77 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022, chung một nhận định đã có buổi trò chuyện với phó giáo sư tiến sĩ Trần Nam Tiến, giảng viên khoa quan hệ quốc tế đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi trò chuyện, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Nam Tiến nhấn mạnh, nhận thức và tận dụng thời cơ một cách nhạy bén là phẩm chất rất quan trọng của đội ngũ lãnh đạo cách mạng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh trong thành công của cách mạng tháng 8. Ông cũng cho rằng cần ứng dụng bài học này với tình hình trong nước và thế giới hiện nay. Để làm rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi phần chia sẻ sau đây của Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Nam Tiến. Thưa ông, ông đánh giá thế nào về nghệ thuật nhận biết và chấp thời cơ trong thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 ạ? À? Đảng Cộng sản Đông Dương đã nhận thức rõ, thời cơ là sự kết hợp hàng loạt nhân tố chủ quan và khách quan đã đến độ chín mùi. Thời cơ không tự đến, một phần là do ta chuẩn bị thúc đẩy. Trước những thất bại trên chiến trường Thái Bình Dương, đêm ngày 9 tháng 3 năm 1945, quân Nhật đảo chính thực dân Pháp độc chiếm toàn Đông Dương, Tuy nhiên, quân Nhật ở châu Á bị lực lượng đồng minh, đặc biệt có sự tham chiến của Liên Xô đánh bại liên tiếp trên nhiều mặt trận. Với thất bại không thể tránh khỏi cùng tác động của hai quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống hai thành phố lớn của Nhật, chính phủ Nhật đã chuẩn bị đầu hàng quân đồng minh. Những gì đã diễn ra trong tháng 8 lịch sử đó không nằm ngoài dự báo và sự chỉ đạo chiến lược tài tình của Đảng, lãnh tụ Hồ Chí Minh. Vào tháng 10 năm 1944, trong thư gửi đồng bào toàn quốc, Người nói: "Cơ hội cho dân tộc ta giải phóng chỉ ở trong một năm hoặc năm rưỡi nữa." thời gian rất gấp, ta phải làm nhanh. Chiến tranh thế giới thứ hai khi đó bước vào giai đoạn kết thúc. Trước tình hình này, Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra bản chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta ngày 12 tháng 3 năm 1945. Bản chỉ thị nhận định phải phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ để làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa. Ông có thể đánh giá một số dấu mốc lịch sử cho thấy nước ta đã phát huy và ứng dụng thành công bài học kinh nghiệm từ cách mạng tháng 8 không ạ? À? Đến năm 2011, Việt Nam mới chính thức hội nhập quốc tế. Trước đó, bước đi đầu tiên là hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là chọn lựa rất thành công. Khi chiến tranh lạnh kết thúc, Việt Nam nhận thức rõ xu hướng của thế giới là hợp tác và phát triển. Kinh tế trở thành nhân tố chi phối sự hợp tác, các mục tiêu đối đầu về ý thức hệ, xung đột về quân sự giảm hẳn và không còn mang tính toàn cầu nữa. Giai đoạn sau khi kết thúc chiến tranh lạnh, đặc biệt ở thập niên đầu tiên, trật tự hai cực tan rã, sự phát triển tập trung vào từng khu vực, quá trình khu vực hóa diễn ra rất mạnh. Việt Nam không chỉ nắm bắt mà còn dự báo được xu thế này, nhanh chóng đẩy mạnh hội nhập khu vực. Khu vực cơ bản nhất được Việt Nam xác định hội nhập là Đông Nam Á. Năm 1998, Việt Nam trở thành thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC, một khu vực mở lớn hơn về cấp độ, thể hiện sự tỉnh tiến trong hội nhập. Bước sang thế kỷ 21, xu hướng toàn cầu hóa bắt đầu nổi trội, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, hướng tới sân chơi lớn là thế giới với mục tiêu gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO. Khi cả thế giới thực hiện cuộc công nghiệp 4.0, Việt Nam cũng có những bước đi mạnh mẽ, vừa tiếp thu vừa sáng tạo. Chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và đa phương hóa, đa dạng hóa thể hiện rất rõ bản sắc của Việt Nam trong quan hệ quốc tế. Việc vận dụng thành công bài học từ Cách mạng tháng 8 thể hiện ở chỗ Việt Nam kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Mỗi bước đi của Việt Nam đều gắn với tình hình thế giới, tận dụng sự hỗ trợ của thế giới theo ông, nghệ thuật chấp thời cơ, bên cạnh đó là tư tưởng ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần được kế thừa và phát huy thế nào trong thời gian tới? ạ? Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất thành công trong việc giữ thế cân bằng trong quan hệ với các nước lớn. Tư tưởng của người là Việt Nam không ngã về phe nào, không liên minh với nước nào để mất quan hệ với nước khác. Con đường độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, trung lập, không chọn bên nào mà chọn chính nghĩa cần tiếp tục phát huy. Cần kiên định với đường lối đối ngoại quốc phòng 4-0, không tham gia liên minh quân sự không liên kết với nước này để chống nước kia không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ việt nam để chống lại nước khác không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế mặt khác chúng ta cần gắn sự phát triển của mình với thế giới cần tiếp tục theo xu hướng phát triển chính gắn với quan sát và nhận thức cục diện thế giới sự vận động của các nước lớn để tận dụng thời cơ Thưa ông, ông đề cập nhiều về sự dự báo chiến lược dài hơi, nhưng thế giới có những tình huống đột xuất ngoài dự tính cần ứng phó nhanh. Có thể nhìn nhận vấn đề này như thế nào từ thành công của cách mạng tháng 8 không ạ? Những vấn đề như cuộc xung đột ở Ukraine, chuyến đi của bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ tới Đài Loan là ví dụ cho thấy tình hình thế giới phức tạp với các mối quan hệ chồng chéo, đặc biệt là quan hệ giữa các nước lớn. Một khái niệm cần được nghiên cứu kỹ, đó là ứng xử khung ngoan, khéo léo. Việt Nam đã thực hiện nhiều ứng xử quốc tế thành công. Đó cũng là kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn giữ bất biến ứng vạn biến, lấy một nguyên tắc có tính chất quan trọng làm nền tảng và thay đổi các yếu tố khác cho phù hợp. Cách ứng xử của Việt Nam đối với những vấn đề như trên cho thấy Việt Nam trung thành với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Việt Nam hiện nay là một mục tiêu mà các nước lớn như Mỹ, Nga, Trung Quốc mong muốn phát triển quan hệ. Đây có thể xem là thời cơ trong những năm qua, các tổng thống Mỹ đều liên tục tăng cường quan hệ với Việt Nam. Trong khi đó, Nga cũng muốn giữ quan hệ tốt với Việt Nam và coi Việt Nam như một đối tác có tính chất truyền thống, đồng thời cũng là đối tác mới. Trung Quốc cũng muốn giữ quan hệ tốt với Việt Nam. Liên minh châu Âu và Nhật đều coi Việt Nam là đối tác quan trọng. Có được điều này là nhờ những yếu tố sau. Việt Nam là một trong những nước có vị trí địa chính trị, địa chiến lược rất quan trọng mặt khác sự phát triển của việt nam tạo ra ảnh hưởng mạnh đối với nhiều nước sự phát triển đó thể hiện tính tự lực tự cường sự trỗi dậy của một dân tộc có những nét đặc biệt điều mà các nước đánh giá cao việt nam là sự ổn định về chính trị không phải ngẫu nhiên thế giới đánh giá việt nam là một điểm đến của hòa bình cuộc gặp gỡ thường đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai ở việt nam là một bằng chứng sinh động tiếng nói của việt nam ngày càng có trọng lượng các nước đang ủng hộ việt nam gia nhập hàng ngũ cường quốc tầm trung Nhờ vậy, Việt Nam có rất nhiều cơ hội để phát triển, và khi các nước lớn cạnh tranh với nhau càng nhiều thì thời cơ cho những nước như Việt Nam càng lớn. Nước ta bình tĩnh, khéo léo trước tình hình thế giới phức tạp, kiên trì đường lối ngoại giao hiện nay thì sẽ làm bạn được với tất cả các bên, có nhiều mối quan hệ tốt. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Nam Tiến. Thưa quý vị, thời lượng chương mục nhận định đã hết. Tiếp theo chương trình mời quý vị đến với chương mục Ý kiến bạn đọc.